Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Và hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Chân thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng tự đi học vì tự kiếm tiền bươn chải cho tiền học của mình. Em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Vân ơi. Ơi. Linh nói Vân nghe nha. Hôm nay trước khi mình mời cặp đôi ra, mình thông báo tin vui cho mọi người đi. Là Vân nhớ cái cặp đôi mà một bạn nam ở Hòa Bình, bạn gái ở Nam Định đó. Là họ đã đăng ký kết hôn rồi. Vậy cái thì anh giờ chàng mà không biết quý vị có nhớ rằng anh chàng đó rất là thích chó, còn cô gái là không thích chó. Đấy, nó trái ngược như thế. Nhưng cuối cùng hai bạn bấm nút rồi bây giờ đã cưới nhau đó. Thôi thì giờ mình cũng thay mặt chương trình cũng như là thay mặt quý vị khán giả xin chúc cho các bạn một cặp đôi rất là hạnh phúc. Các bạn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này đó. Và bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay bây giờ cặp đôi đầu tiên. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, mời đi em trai. Trong không khí phấn khởi này, nhà gái giới thiệu về mình chút đi nào. Dạ là con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Em chào anh trai bên ấy. Chào. Và em ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Mỹ Trinh. Em sinh năm 98. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Long Xuyên. Còn quê em thì ở Châu Đốc. Hiện tại là em đang làm giám đốc công ty mỹ phẩm thương hiệu độc quyền của em. Trời ơi, giỏi vậy Wow. Và 98 mà làm giám đốc luôn hả con hả? Và hiện tại là con đang làm cổ đông cho một tập đoàn sản phẩm nước ngoài. Và hiện tại là con đang có một tiệm nấu mì. Trời ơi, sao mà coi như tuổi trẻ mà tài cao vậy, con làm gì mà hai ba job dữ vậy trời. Chú giờ là chú là phó giám đốc, còn giám đốc còn giỏi lắm rồi đó. Bên nhà trai nghe mất hồn chưa? Rồi tiền để đâu cho hết á chàng. Tại vì con còn phải gánh vác cả gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Giỏi quá con. Rồi mời bạn trai. Vâng, thì lời đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Và chào tất cả các vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Mình tên là Phan Văn Diệu, mình sinh năm 1988. Mình đến từ quê hương Đồng Khởi. Và hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công việc của mình là kinh doanh bên đèn led, đèn trang trí và đèn chiếu sáng. Cưng kinh doanh cái đó là một cái tiệm của gia đình mình làm chủ hay là mình đi làm cho người ta? Dạ, tự em kinh doanh luôn rồi chị. Tự kinh doanh có nghĩa là cũng là ông chủ nhỏ rồi đúng không? Dạ. Ghê quá, hai bạn này là trai cả tài, cả sắc, gái cả sắc cả tài. Ghê thiệt, cái cặp này ghê thiệt chứ. Bây giờ nè, cô giám đốc nhỏ, cô nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của cô đi. Điểm mạnh của con đó là con biết tự lập từ nhỏ. Bắt đầu từ lớp 2 là con đã ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn á. Thành ra là từ lớp 2 con đã biết tự đi bán vé số rồi. Xong rồi con mới bỏ ống heo để mà kiếm tiền á, để tự lo bản thân ăn học. Rồi điểm mạnh của con nữa là biết quan tâm, chia sẻ cho người khác. Và sau này á, là con tự tin con có thể hỗ trợ cho chồng mình về cái mặt kinh doanh. Trời ơi, giỏi quá trời đất rồi. Nhưng mà còn điểm chưa mạnh của con là gì? Dạ, điểm yếu của con á, là con thẳng tính. Với lại á, là con không có biết nội trợ. Về nấu ăn thì con tệ lắm. Cần gì con thể... ơi, giám đốc rồi nấu gì nữa. Chứ bây giờ công trời việc ơi, mà công việc nhiều như vậy. Đúng rồi, công việc nhiều như vậy làm sao thời gian đâu mà lo cái chuyện nấu nướng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cái số tiền đầu tiên mà con kiếm được khi mà con đã bắt đầu có sự nghiệp là bao nhiêu tiền? Dạ là con nhớ là con thi đậu đại học á. Thì con có đi học nhưng mà tại vì cái ngành đó là con không có thích. Thành ra là con muốn tự lập nhưng lúc đó là con nghỉ nửa chừng nhưng mà con không có cho mẹ con biết. Con tự nghĩ xong rồi con kiếm một khoản tiền lớn, con nhớ lúc đó là 22 triệu. Trời đem về rồi, cho mẹ con dữ. Trời ơi, thực ra với cái tuổi đó, thời con điểm giỏi đó quá mà con. 22 triệu là lớn lắm á Linh. Năm 20 tuổi á, chú làm đầu tiên là được 1 triệu mà chú mừng lớn mắt luôn á con. Con quá giỏi rồi. Còn chàng trai làm sao, ưu điểm gì, khoe cho đàn gái biết cái coi. Ưu điểm của em thì cũng là tự lập từ nhỏ. Thì nói chung thì lúc nhỏ ở quê thì cũng gia đình cũng khó khăn, cho nên là cũng là tự đi học vì tự kiếm tiền bươn chải cho tiền học của mình. Rồi còn gì nữa không? Tự lập rồi biết nấu ăn, biết làm việc này kia. Nói chung mình lo sống cuộc sống mình làm tốt, có thể rồi, chăm sóc được bản thân mình được tốt. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì thỉnh thoảng hay nói ngược ý người khác. Nói ngược ý, quan trọng cái ngược ý đó đúng hay không á.
có nghĩa là kiểu giống như cà khịa vui vui vậy đấy. À, cà khịa hả? Trời ơi, là... đi bên kia luôn. Bà mối bà hay là cà khịa anh lắm. Dạ, chào cưng, cái lỗ mũi này giàu lắm nè, tiền không có ra được một miếng nào luôn á chèn ơi. Em dạ. Mấy mối tình rồi? Thì đường trình duyên của em á, thì nếu nói cái đường sự nghiệp nó trầm trồ, nó trầm gập gờn, nó rập rờn quá, nó đèo dốc bao nhiêu á, thì cái đường tình duyên thì nó lại rộng mở hên thang bấy nhiêu. Rồi cho đến một ngày đó là năm đó mình 24 tuổi, tình cờ mình gặp một người bạn đồng hành với mình. Qua quá trình tìm hiểu quen biết thì mình quen nhau, đồng hành với nhau được khoảng 2 năm. Gặp một ngã rẽ thì người ta rẽ đó, mình đi đâu khác. Là mấy năm rồi? Ừ, 5 năm. 5 năm một mình anh thênh thang một con đường. Dạ. À, và điểm cuối cùng sẽ dừng lại ở tại bạn muốn hẹn hò. Nhà cũng gái thì... tôi hơi bị ghê đó nha. Nhà gái tôi nhờ. Hơi bị được đó nghe, tôi nói thiệt luôn á. Còn em thì sao? Nói cho anh Linh nghe đi. Dạ. Nghe nói tài sắc diện toàn trong phóng qua liền á, ghê đi. Con gái. Dạ con chào con chú. Con 98 con hả? Dạ. Trời ơi trẻ trung mà. Nè, trẻ quá, giỏi quá, phải lấy chồng chi sớm con? Tại vì con thấy sự nghiệp con ổn định, với lại là con chỉ có một mình con với mẹ con, nên là con muốn kiếm một người để phụ tiếp á, với lại là kiếm một người để quan tâm, chia sẻ mỗi khi mà con gặp khó khăn hay là con có niềm vui hay là nỗi buồn gì đó. Chia sẻ với người đó ha. Dạ. Trời, được á. Dạ. Con muốn một người như thế nào? Dạ là con muốn một người á, là về ngoại hình là phải cao từ 1m7 trở lên. Với lại hỏi luôn là đi, con, hỏi luôn đi, có được rồi để quyết định chút. Mét mấy, mét mấy? Mét 67 thôi, thiếu bà gì không? Thiếu 3 phân được không? Mét 67 dài lên nè, mét 67 là đây nè, 1m67 đó. Rồi sao nữa con? À, với lại là con thích mập mập một chút xíu, có bụng bự á, nhưng mà đừng to quá là được. Con thích gù 6 muối. Thích bụng bự hả? Dạ. Thì ăn nhiều thở ra. Ăn nhiều vô theo anh nha. Theo anh sẽ nó tròn tròn, nó có bụng bự xíu. Chết rồi, tả một hồi giống chú Quyền Linh đi Trang à. Tả hồi giống chú đó con. Với lại là con thích một cái nụ cười là tỏa sáng, có duyên chút, với lại là sống mũi cao á. Nụ cười tỏa sáng là sao, cười có sáng không? Đó. Cái này phải lấy đèn. Cười lấy đèn chiếu thêm nữa là tỏa sáng. Sáng rồi. Đèn đánh vô thôi. Ừ. Có nhiều đèn trong đánh nhà đánh vô nụ cười hết. Về cái tính cách của anh ấy á, là anh ấy phải là đam mê kinh doanh. Con muốn có một người là biết quan tâm, có một ý chí cầu tiến một chút xíu. Sau này có thể là anh ấy tệ hơn con một chút xíu, nhưng mà anh ấy phải cố gắng hơn con, hoặc là bằng con, hoặc có thể là làm hậu phương để hỗ trợ con cũng được. Chứ mà đừng có cái kiểu là tự ti, thiếu tự tin, rồi anh không thể mà lo lắng cho em được. Thay vì câu nói đó, em muốn anh ấy nói là anh sẽ cố gắng để vợ anh không vất vả. Trời ơi. Rồi, bây giờ nói nghe coi, có mấy mối tình rồi, những mối tình kia chắc nếu có thì chắc có lẽ là đã có những trường hợp như vậy. Thành ra là bé này là bé không muốn. Dạ, đâu con xác. Nói về mối tình của con coi. Dạ là con có 3 mối tình. Trời, cũng dữ ta. Lý do chia tay. Lý do chia tay là mối tình đầu tiên là do quan niệm tôn giáo. Cái thứ hai là do anh ấy có người thứ ba. Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba là do quan điểm công việc không có cùng chung với nhau. Nói chung là cô này cũng khó lắm á, không có đơn giản đâu nha. Bây giờ thì mình hỏi người thân coi sao. Con đi với ai? Dạ, hôm nay là con đi với mẹ con à. Với lại là các chị đồng nghiệp của con. À, mẹ thấy con để tương lai này sao? Có hợp với con mình hay không? Con không biết nói sao hơn nữa. Ăn thua con nó chọn lựa, chứ mình thì sao cũng được hết. Mình lớn mình kinh nghiệm á, coi thấy có hợp với con mình không? Con mình khó không? Con thì nó nói như vậy thôi, nhưng mà nó giỏi thì từ nhỏ rồi. Nhưng mà cái tính nó thì cũng hơi thẳng. Nhưng mà Nguyễn mà quen nhau đến với nhau được thì con phải hỗ trợ nó mới được. Còn Nguyễn mà không thì chắc có thể cô cũng không biết nói sao hơn. Dạ. Rồi hỏi bạn đồng nghiệp đi. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào tất cả các anh chị. Thực ra thì Trinh, cái tính của Trinh là mạnh mẽ từ nhỏ giờ, cho nên khi mà nói chuyện với mọi người thì mọi người nghĩ rằng là Trinh hay bị cứng nhắc, nhưng mà thực sự con rất là thương Trinh, bởi vì Trinh nó rất là cố gắng trong mọi công việc. Và bây giờ con cũng hy vọng là Trinh sẽ tìm được một người mà có thể đồng hành cùng với Trinh. Ngày hôm nay thì nói chung là con nghĩ là bạn trai bên này phù hợp với Trinh, và con cũng hy vọng là cả hai em sẽ cho nhau một cái cơ hội nào đó, bởi vì là thực ra để có được một cái ngày hôm nay cũng là một cái duyên rồi. Trời ơi, dạ. Người lớn luôn ha. Xin lỗi con, là con đồng nghiệp với Trinh, là đồng nghiệp trong cái ngành mỹ phẩm luôn hả hay sao? Dạ, con là cổ đông một công ty cùng với Trinh. Cổ đông đẹp không ha? Mình xin vô cổ đông được không vậy? Bây giờ em trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân và anh họ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Vân, mà anh chị em trong trường quay. Chào bạn gái, còn em gái. Nói chung là Diệu thì sống thì tự lập, lớn lên đi học thì cũng lên Sài Gòn để sống để tốt.
Công việc thì nói chung là vì cố gắng làm. Qua chương trình hẹn hò đến đây á, thì hai em cũng có cái duyên nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đúng rồi. Mở rào. Bắt đầu bây giờ là phần của Diệu đó. Diệu với Trinh nha. Hai cái tên này ghép vô cũng đẹp lắm á, Diệu Trinh. Ôi. Dạ, em chào anh. Dạ, em có món quà tặng anh là một cuốn sách. Nói chung là về kinh doanh thôi. Em cũng nói chung là chưa có kịp đọc nữa, nên là em tặng cho anh luôn. Nếu sau này mà có duyên nữa thì anh sẽ đọc cho em nghe. Anh thì cảm ơn em món quà này. Dạ. Anh thì anh cũng có món quà anh tặng em. Thứ nhất đó là đặc sản quê anh là kẹo dừa. Dạ. Ở thứ hai đó là cái đèn ngủ cửa hàng anh bán. Dạ. Thì cái đèn này thì nó cảm biến ánh sáng là ban đêm tự động nó sáng, ban ngày nó tự tắt. Thì anh muốn là mỗi tối trước khi em đi ngủ em nhìn thấy nó, và khi em thức dậy em sẽ nhìn thấy nó đầu tiên. Em cảm ơn anh ạ. Bắt đầu mình ngồi mình trò chuyện đi em. Cảm nhận về nhau đó thế nào? Anh nghĩ em như thế nào? Em xinh, nhìn em trưởng thành hơn tuổi nhiều. Anh có thuốc không anh? Không. Nhậu nhẹt? Nhậu thì lâu gặp khách hàng hay đối tác thì anh uống vài lon thì được. Dạ. Với lại là em không có thích con người gia trưởng. Với lại là không có thích cái tánh đàn bà nữa. Thì có thể là khó một chút xíu. Em cũng đồng ý nữa. Tại vì sau này em cũng cần một người kỹ tính với lại cẩn thận trong công việc của em. Ví dụ sau này mà em với anh có một cái vấn đề gì đó thì anh không thích, anh không muốn cho em làm, thì anh phải giải thích, phân tích cho em hiểu. Nói chuyện nhẹ nhàng chứ đừng có chửi em nha. Tại vì cái tính em rất là bướng. Anh cũng như thế. Ai nói mà anh việc anh đã làm rồi mà họ càng nói là anh cố anh làm cho họ càng ghét anh vậy đó. Dạ. Anh là vậy. Theo cái tư duy đó là bình đẳng, luôn tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Có sự rõ ràng đó, anh ít can thiệp. Và khi can thiệp thì anh chỉ đứng ngoài lề góp ý thôi. Anh không bao giờ trực tiếp vào công việc của... Anh nói vậy cũng không được nữa. Tại vì á, em cần một người hỗ trợ cho em. Tại vì á, sau này anh là người yêu em hay là chồng em gì đó, cái vấn đề nào em cũng sẽ hỏi qua. Đúng, anh sẽ góp ý. Anh đứng phương diện anh góp ý, anh không thay đổi cái hướng của em. Anh chỉ góp ý và anh đưa cho em hai cái hợp lý và cái không hợp lý. Và em sẽ chọn, em sẽ là người quyết chọn quyết định. Dạ. Anh không can thiệp vấn đề đó. Anh có muốn hỏi em gì không? Em ngoài hết kinh doanh ra thế thì thời gian rảnh của em á, là lúc đó là em có tiền, em có thời gian, em sẽ làm gì? Sau này á, em muốn một cái vấn đề nữa là hai vợ chồng cùng cày, xong rồi cùng đi du lịch. Tại vì em vừa thích làm vừa thích chơi, chứ không phải là cắm đầu vào công việc hoài. Tại vì khi mà mình kiếm tiền thì mình phải xả stress mới được. Chứ nếu mà mình cứ cắm đầu vô làm việc hoài là mình stress dữ lắm. Chung là mình phải biết hưởng thụ đồng tiền mình kiếm ra. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai đứa có thể hát bài nào đó để tặng nhau. Hai đứa đứng lên nào. Hai đứng lên. Bây giờ giao lưu văn nghệ xíu đi. Em sẽ hát một bài nhưng mà tệ quá đừng chê nha. Không sao đâu. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ấm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Em hết hồn rồi. Đây, vui mà hay sao đâu ngọt ngào. Rồi bây giờ nè, bạn trai, em cảm nhận gì bạn gái và nói một câu gì đó chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Chung thì mình đã đến với nhau tới đây rồi, mình cũng làm việc gì đó thì nó cũng đã có công sức rồi, thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau để những công sức đó không bị bỏ phí. Rồi chúng ta về chỗ đi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình xem có thật sự rung động chưa. Nếu rung động chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Nếu không rung động không bấm. Dành cái nút đó cho nhiều người nữa. Đừng cướp đi cơ hội của một người nào đó. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bấm. Nào, nắm tay nhau. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Xin phép mẹ cho hôn nụ hôn đầu tiên. Con xin phép cô cho con hôn bạn nữ cái.
mời bạn trai xuất hiện. Xin chào. Mời bạn ngồi. Cao dữ nha. Cao mấy mấy bạn? Dạ em cao 1m7. 1m7 hả? Dạ. 7 cũng thường thôi, gì đâu mà cao dữ. Tên là gì? Em tên Tâm. Tâm. Dạ. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Rồi bây giờ là bạn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Làm nghề gì? Em là nhân viên lập trình. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rất là duyên dáng và xinh xắn. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và các bạn. Chào em. Em tên gì? Em tên là Linh, năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Xinh như vậy mà nói chưa có bạn trai sao thấy hơi kỳ nha. Xinh thì là một phần thôi chị, có duyên hay không lại là phần khác nữa. Chị thấy vừa xinh vừa có duyên, sao không có bạn trai? Chắc tại là duyên chưa tới ạ. Trước đây đã từng có bạn trai rồi chứ? Dạ. Có rồi, cũng chia tay rồi ạ. Thế bây giờ em mong muốn người bạn trai trong tương lai của mình là người như thế nào? Đẹp trai, dáng cân đối, không hút thuốc, không có râu quai nón. Không có râu quai nón là quan trọng nhất đó, cái đó có không? Không có, bên này không có. Có hút thuốc không? Dạ không. Đẹp trai không? Dạ đẹp. Phải vậy mới được. Được, được. Bên đó đẹp gái không mà hỏi tao đẹp trai không? Dễ thương là được rồi. Bây giờ chị hỏi cái nữa nè. Em không thích gì ở người bạn trai mình? Không thích tính gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không. Em thích bạn trai em phải biết nhậu. Biết nhậu, em nhậu được không? Dạ, cũng tạm tạm. Mấy chai? Cũng 5-6 chai. 5-6 chai. Thôi Đức ơi, 5-6 chai là các chiếc tốt. Đó giờ tôi chưa thấy cô gì. Được, được, được. Tại sao lại thích bạn trai mình thích nhậu là sao kỳ vậy? Hai đứa đối ẩm. Cha này lạ, với sở trường này lạ. Ta thích bạn trai không thích nhậu thì tự nhiên thích bạn trai thích nhậu. Nhậu nó mới men liền anh ơi. Rồi đó là sở thích của bạn gái. Còn sở thích của bạn về người, về người bạn đời của mình là gì? Phải có ngoại hình xinh xắn. Ngoại hình xinh xắn. Tính tình dịu dàng, biết cách cư xử. Xinh xắn cỡ ai là được? Cỡ chị Cát Tường là được. Rồi. Cảm ơn em. Không thích bạn gái là điểm nào? Dạ em không thích bạn gái mà lười biếng. Lười biếng hoặc là ăn chơi đua đòi em không thích. Nói chung là về giao lưu này kia thì mình vẫn thoải mái bình thường, nhưng mà cũng đừng quá đà đó. Em mà thích... bạn gái nhậu em có ngại gì không? Dạ không ạ. Tại vì em thì cũng hay liên hoan, cũng với bạn bè đồng nghiệp thì vẫn uống vẫn nhậu bình thường. Nhưng mà nhậu giờ mình nhậu xỉn rồi, vợ nhậu xỉn rồi làm sao? Em chở cô ấy về. Em xỉn rồi sao em chở? Em bình thường là uống là đến một mức độ nhất định là em thấy vượt qua mức ngưỡng đó là em ngừng lại. Đồ của em là mấy chai? Khoảng 6-7 chai. 6-7 chai. Chà, hai người này nhậu ngon rồi nha. Sở thích của bạn trai là gì? Em thì thích chơi thể thao và ca hát, điện ảnh. Ca hát, điện ảnh. Có bao giờ bạn đóng phim chưa? Dạ chưa, nhưng mà em thích đóng phim lắm. Thích đóng phim hả? Dạ. Rồi thích đóng vai gì? Theo bạn thì bạn hợp vai gì? Em thì chắc hợp với vai nào mà hào hoa lãng tử. Trời ơi. Tò mò quá. Tôi phải coi coi chàng trai này đào hoa lãng tử cỡ nào mà đòi vô vai. Trời ơi, tự tin quá. Bạn gái của tôi tự tin với chị. Tự tin quá làm chị tưởng đâu là bên đây là một bạch mã hoàng tử gì ghê gớm. Trời, người ta phong trần vậy chê gì trời. Đẹp trai hơn tôi luôn à. Đâu đứng coi. Cũng được. Sao cũng được, quá được đi chứ. Cũng được thôi. Tự tin quá. Đóng vai trong phim phải đóng vai lãng tử mới được hả? Anh Nguyền Linh cả đời chưa có cái vai lãng tử nào kìa. Không, có thể là vai nào mà nói về những cái bạn trai mà lập nghiệp á, từ cái lúc mà gian khó đến cái lúc mà trưởng thành á. Vậy là vai chính rồi đó ông. Cuộc đời vai mà từ cái hồi gian khó đến trưởng thành là vai chính rồi đó. Đừng có ham đóng vai lãng tử, đóng vai nhanh à, anh đóng hoa là vai lãng nhất không à. Rồi để em coi thử bên kia làm sao mà. Rồi. Hello. Sao? Chào công chúa. Hello. Xin nè, tại sao tôi không hiểu, tại sao thích bạn trai lại đi nhậu không hiểu luôn á. Nhậu về quậy tùm lum la hết sao? Mình anh ấy quậy mình cũng quậy. Trời ơi. Quan điểm gì đây hả? Thôi, nói đừng bớt nhậu đi, nhậu không có tốt sức khỏe, nhậu quậy nữa rồi hai chồng nóng lên rồi hai người xỉn rồi nhậu quậy lên rồi cái sinh ra đủ thứ mệt lắm ha. Bớt đi, bớt nhậu đi nha. Rồi đó uống sáu ba chai uống chai thôi. Rồi. Bây giờ mình cho hai bạn nhậu trong tương lai gặp nhau đi anh. Rồi gặp nhau.
2 phút gặp nhau. Bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Em thấy anh thế nào? Cũng được được. Có đẹp trai không em? Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi chứ không có đẹp trai. Thua anh Quyền Linh. Anh nói đùa thôi chứ anh biết ngoại hình anh thì cũng bình thường thôi. Dạ. Rồi nếu mà có dịp thì em có thể cùng đi uống cà phê hay là đi xem phim với anh không? Dạ có, welcome. Hoặc là cuối tuần nếu mà công việc áp lực quá thì mình có thể đi hoang với bạn bè hay là đi nhậu gì đó. Dạ cũng được, em thích cái đó đó. Anh cũng vậy. Anh có biết hát không? Có. Anh hát thử một câu đi ạ. Thì vậy anh xin hát một cái bài hát cách đây 2 năm là đang làm mưa làm gió cách đây 2 năm. Hát bảo luôn đi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, hỡi gì vậy? Hỡi đêm, hỡi em có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cạn giá băng. Để bài hát là mưa lần gió, em hát xong là hết mưa hết gió luôn. Rồi thôi, hết thời gian. May mắn lắm mới gặp cô gái xinh đẹp vậy nha. Rồi, đặt tay ra sau ghế đi. Rồi, sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò thì nhấn nút. Không đồng ý hẹn hò thì không nhấn nút. Mà tôi nghĩ chắc khỏi đếm quá. 1 2 2 Cái gì vậy chưa mà? 3 Trời ơi, tôi mới đếm có 1 à, ông nhấn nút rồi. Cô gái này thì ai không nhấn, vấn đề là tại sao lại cô gái là nhấn rất là chậm? Đâu có đâu, cô gái nhấn đúng là tại cái này nhấn nhanh. Anh đến tới 3 rồi nhưng mà vẫn chưa nhấn. Dạ phải đợi bạn nam nhấn trước ạ. Nếu bạn nam không nhấn thì sao? Mình nhấn. Câu này cũng rất là hay. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình Bóng Hẹn Hò ra. Số trời ơi, còn lại gì nữa. Hai bạn này là đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Mời đi em. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ đầu tiên em xin gửi lời chào tới hai MC duyên dáng của chương trình là chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, cùng chào với em, bạn bên kia và mọi người ở trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn xem đài. Em tên là Lê Hoàng Việt Hà, năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em vừa mới tạm dừng công việc nhân viên xuất khẩu tại một công ty để theo đuổi một cái ước mơ khác của mình nữa. Cụ thể là cái ước mơ của em là em sẽ làm gì? Dạ, tại vì em hiện tại thì cũng đang trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như là về ngôn ngữ, ngoại ngữ của em một xíu. Tại vì nó chưa được tốt lắm. Rồi, mời bạn trai. Dạ, chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào toàn bộ khán giả trường quay, chào anh bạn bên kia. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Trọng, em năm nay 26 tuổi, quê Đồng Tháp. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương và công việc hiện tại của em là cố vấn dịch vụ trong hãng xe hơi ở Bình Dương. Em nói về thế điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Về điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe và chia sẻ với lại bạn bè. Điểm yếu của em thì nói chung người em hơi dễ xúc động một chút nên là cũng hơi dễ khóc. Vậy hả? Dạ vâng. Còn em trai? Về điểm mạnh của em thì em vui vẻ, hòa đồng, mọi người nhận xét em là nhiệt huyết trong công việc, cũng dễ gần. Là em cũng biết một số tài lẻ. Tài lẻ là gì? Em biết hát anh, tính tí xíu tặng bạn nữ. Tí xíu luôn ha. Dạ. Ok. Em có tật xấu gì không vậy? Về điểm yếu của em thì em nóng tính, nhưng mà cũng biết kiềm chế anh, sợ máu. Bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Cho tới bây giờ thì em cũng chưa trải qua mối tình nào, Lý do? Lúc đi học thì em lo học, còn sau khi đi làm thì em đi làm ở dưới Long An. Thì ở dưới thì mọi người hầu như cũng đã lập gia đình hết rồi. Nên là nói chung là em cũng không gặp ai ạ. Còn bên kia thì sao em ơi?
Dạ, em cũng trải qua hai mối tình nữa. Mối tình đầu tiên của em là thời cấp 3. Mối tình thứ hai của em thì cũng được 3 năm. Nhưng mà hai bên chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà từ thời điểm đó tới giờ là cũng chưa có mối tình nữa. Mấy năm rồi? Cũng từ 27 tới giờ rồi. Rồi, chào chị. Chào em. Dạ. Bạn này cũng vậy là hủy. Bạn này yêu sớm lắm á. Bạn 26 tuổi, bạn có một mối tình 3 năm đúng không? Dạ. Bên đây á, là bạn chưa có mối tình nào luôn. Đó, cho nên hôm nay nhà gái tôi hơi thắng thế chút xíu nha bạn nha. Em muốn tìm một nửa yêu thương thế nào, nói với bà mối có giống bên kia không? Thì hình mẫu lý tưởng của em thì cao 1m55 trở lên được rồi. Mình cao nhiêu cưng? Dạ tầm 1m50 thôi. Dạ, da trắng, tóc dài. Da trắng luôn, tóc dài luôn. Dạ, dạ là mẫu người của gia đình là biết trên biết dưới rồi chị. Em có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ chắc tầm cũng được 70. Chị thấy là 80% á. Dạ. Còn em thì sao? Em muốn cái mẫu người lý tưởng của em. Tại vì em cũng hơi thấp nên là em muốn bạn trai của em cũng cao hơn một chút. Và cũng cao hơn em nhiều mặt trong vấn đề khác nữa. Có gì là cũng giúp đỡ em. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 65 vậy. Mấy 65 vậy là ngon rồi, người ta cao hơn em tới 15 phân rồi. Rồi cái điểm gì mà em không thích ở người con trai? Dạ, em không thích một bạn nam hút thuốc với lại có những cái tật xấu như là bài bạc á chứ. Dạ, có bài bạc có hút thuốc không? Dạ không chị. Rộng lượng một chút. Bạn có rộng lượng không bạn? Dạ rất là không phán chị, con trai mà. Dạ, cũng hơi lãng và có sự lãng mạn trong tình yêu. Có lãng mạn không bạn? Dạ có chị, em người sống tình cảm. Có hết á, tôi nãy giờ tôi nghe ảnh nói thôi nhưng mà tôi cảm nhận là ảnh có đó, phải không ông có. Thôi anh thấy bên đây ổn đó. Còn em trai. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. Càm ràm phụ nữ là phải càm ràm rồi. Tôi không bao giờ càm ràm nghe Linh, tôi nói cho Linh biết. Càm ràm chứ. Tôi không bao giờ có chuyện đó. Em có càm ràm không? Dạ không. Sao cái đó? Càm ràm của người phụ nữ là xuất phát từ cái người đàn ông. Không bao giờ mà tự dưng người ta càm ràm hết trơn trời. Người ta đâu có bị mắc bố đâu mà tự dưng người ta càm ràm. Trời, phụ nữ càm ràm rất là dễ thương. Dạ. Ổn rồi đó, bây giờ làng gái đi với ai nào? Hôm nay em đi có mợ dì, chị họ em, số bạn với lại bạn đồng nghiệp. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hằng Vân. Kính chào các anh chị có mặt trong trường quay và chào em Trọng. Dạ. Dạ. Hôm nay đến như đây là hy vọng là cháu sẽ tìm được phân nửa của mình. Và hy vọng luôn là các cháu sẽ tạo cho nhau điều kiện để mà tiến tới hôn nhân luôn. Dạ. Dạ. Dạ, bạn nam này nhìn cũng hiền và dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với bạn đồng nghiệp và ba người bạn thân của em. Chia sẻ thêm là hai bạn này là cũng từ chương trình bóng quen họ ra. Số trời ơi, còn lạ gì nữa. Hai bạn này là... đúng rồi. Nhớ cái cô gái massage cho chàng trai không? Đúng không em gái? Bây giờ nhìn thấy hai đứa sao rồi? Dạ, lời đầu tiên xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả và chào đàn gái bên kia. Nói giờ nè, hai đứa giờ đang sao rồi? Sống sao nè? Dạ thì cũng ổn, cuối năm. Có sau bao lâu thì cưới ta, hai dạ, đứa? Dạ, cuối năm nay. Cuối năm nay cưới hả? À. Hôm nay bấm nút khoảng lâu nhiêu rồi ta? Em, lúc đó em quay hồi tháng 10. 557 đúng rồi? Dạ, lúc em Vân mới, lúc đó chị mới làm đúng không? Dạ đúng rồi, rồi. Đúng rồi. Coi như cuối năm cưới ha. Dạ. Vậy chúc mừng hai đứa nha. Đúng rồi, chúc mừng hai đứa. Sao mà tụi em đưa người này tới đây vậy? Dạ thì em thấy anh Trọng cũng ế quá. Xong kỳ em với anh Hiệp phải thúc ảnh lên. Cũng đánh tư tưởng dữ lắm. Tới đây là cũng giống như hai nó luôn đấy em. Dạ dạ. Em cũng hy vọng với anh. Rồi bây giờ góp ý đàn gái chút xíu nào. Em thì em thấy chị bên đây rất là dễ thương. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, đủ điều kiện giống như là những gì anh Trọng hướng đến. Thì lên đây đã cái duyên rồi. Thì giống như em với anh Hiệp thôi, cũng là một cái duyên. Thì mình cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu nhau trước. Nếu mà được thì mình tiến tới, còn không thì cũng là một người bạn với nhau. Ủa em rồi, rồi được massage thường xuyên không? Dạ thì cũng lên được tầm 3-4kg rồi. Ôi sung sướng ghê nha, mặt mãn nguyện với sợ. Tháng 10 tới nay đó. Rồi thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, nếu báo tin tụi anh sớm. Bây giờ mở rào đi. Mở rào. Chào em, anh có món quà tặng em. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Đứng đó nè, đưa gấu đó tôi. Có món quà. Anh mở được không? Dạ được ạ.
cái ví à. Cái ví hả? À, cảm ơn em. Bây giờ trọng nãy nó hát tặng bạn gì đó, làm luôn đi. Thì đến đây em cũng tặng bạn nữ một bài hát tựa đề là Chỉ Vậy Thôi ha, trên mượn tay. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi đôi ta giằng hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Đứng đứng đó chưa? À, bên nhà gái mình làm cái gì đi chứ, để đừng có để bị thua cưng. À dạ, em nhảy một điệu nhỏ thôi ạ. À. Dạ okay. Vâng ạ. Chắc tới sáng quá. Vậy được rồi. Đó, cảm nhận về nhau thế nào các bạn? Mở đầu thì em thấy anh sao? Từ đầu tiên á. À, nhìn anh cũng rất là thân thiện luôn, dễ gần à. À, em có thích đi du lịch không nhỉ? À, em cũng rất thích đi du lịch, đi đây đi đó. Có thích biển không? À, dạ thích ạ. Anh thì thích đi du lịch mà kiểu như đi phượt á, phượt mình đi tới đâu mình dừng đó mình kiểu trải nghiệm đúng không? Ờ à, đúng rồi. Em có dễ nóng tính không nhỉ? À, cũng thi thoảng thôi, nói chung là có những chuyện gì đó vượt quá chịu đựng của mình thì em cũng sẽ hơi nóng tính một chút. À, có ghen lắm không? À, tại vì thật ra thì em cũng chưa có yêu chưa ai bao giờ nên là cũng thôi, nhưng mà anh thì lúc nào cũng chủ động được rồi, quan trọng là em khi nào em rảnh thì anh có thể gặp được. À, dạ vâng ạ. Nên Bình Dương với Sài Gòn cũng không xa lắm, nhưng mà anh cũng ngại xa, chỉ cần có lý do thôi. Thì em nghĩ mình bao nhiêu đứa là đủ nhỉ? Em cũng thích có nhiều con một chút. Nuôi nổi không Trọng? Quan điểm nó đồng ý không? Được chị. Được ha? Cỡ nào cũng được chứ. Nếu như mà em muốn tìm một bờ vai để tựa, để một tìm một người để che chở, hay là một tìm muốn tìm một bến đỗ an toàn, thì anh có thể là có thể làm cho em không cảm thấy giọng, nhưng mà chọn anh. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Mời rồi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Điếm mà. 1 2. Ba. Hết thời gian. Khó bấm. Làm tôi hồi hộp quá cô gái ơi. Tôi hồi hộp với cô quá. Rồi nắm tay nhau đi. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi. Thủ tục đầu tiên.